Trong cuộc sống hàng ngày thì mỗi người chúng ta đều sử dụng rất là nhiều những cái thiết bị công nghệ. Và thực tế thì mình cũng không phải là một ngoại lệ khi mà mình sử dụng rất là nhiều. Ví dụ như là laptop này, hay là điện thoại này, hai cái điện thoại này. Và còn một vài những cái vật dụng cá nhân khác nữa. Và thực sự ấy, thì là mình rất là thích những cái món đồ về công nghệ. Tuy nhiên ấy, thì hôm trước xem Mad Channel thì anh Thắng còn nói về một cái tin là Bill Gates, ông ấy không cho các con của ông ấy có điện thoại riêng trước 14 tuổi, cũng như là không cho cả nhà dùng điện thoại khi mà đang ăn cơm. Và thực sự ấy, thì cái điều đấy nó làm mình phải suy nghĩ. Thế thì qua Svlog lần này, mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái điều mình nghĩ, mình thích cũng như là mình ghét về công nghệ nhá. Đầu tiên ý, là công nghệ hiện nay đang rất là dễ để cho các phụ huynh có thể làm nói một cái biện pháp để cho giúp trẻ con nó ăn dễ hơn ý. Ví dụ như là mình ạ, mình có một thằng em 2 tuổi và cứ mỗi khi cả nhà ăn cơm ý, là y như rằng là phải bật laptop lên cho nó nghe nhạc. Nhanh như nào. Cái thứ hai mà khiến mình không thích về công nghệ chính là nó đang dần làm cho các bạn phụ thuộc vào nó hơn. Các bạn cứ thưởng tưởng tượng khi mà các bạn vào một quán cà phê nhá, thì câu đầu tiên trước khi mà các bạn đặt mông xuống ghế ấy, nó là câu nào? Chị ê, bắt wifi là gì chị ê? Và tất nhiên là mình cũng thế. Và chính vì cái sự phụ thuộc đấy, thế nên là có rất là nhiều những cái trường hợp mà mình đã từng gặp như này. Anh ơi, cho tí ánh sáng này. Chưa được anh ơi, hạ xuống. Thấp rồi anh ạ, cao lên. Thế thì công nghệ cũng giúp cho mình học được rất là nhiều thứ. Cụ thể hơn là trong cái vấn đề giao tiếp đi. Mình không phải là một con người giỏi giao tiếp. Và trong những cái trường hợp cụ thể thì mình thường lên mạng để xem những cái video, để xem là họ giao tiếp với nhau như thế nào. Mình rất là thích về những cái cảnh nói chuyện giữa anh thợ sửa ống nước với cả cô chủ nhà, hay là về những cái cuộc giao tiếp, cuộc nói chuyện về công việc giữa sếp và vợ của nhân viên. Thế thì công nghệ trong mình sẽ có những cái điểm gì tốt? Mình không biết các bạn thế nào, tuy nhiên thì mỗi khi mà mình buồn chán này hay là bực dọc này thì mình thường sẽ lôi những cái đồ công nghệ ra để mình chơi. Ví dụ như là mình chơi laptop này, mình xem video này, hay mình xem phim này. Mà đặc biệt là xem phim ấy, mình rất là thích xem phim những cái phim mà thể loại tình cảm gia đình, ví dụ như là những cái tâm sự của con dâu với cả bố chồng chẳng hạn. Những cái lúc như thế thì mình thực sự là cảm thấy xả stress và thoải mái vô cùng. Tự chung lại thì đối với mình công nghệ rất là bổ ích. Tuy nhiên thì nó sẽ chỉ bổ ích nếu như mà các bạn sử dụng đúng cách. Thì trên đây là những cái chia sẻ của mình về công nghệ. Thế còn các bạn thì sao? Các bạn nghĩ sao về công nghệ? Hãy comment chia sẻ bên dưới, và nếu như các bạn thấy hay thì hãy like, share và subscribe channel nhé. Còn nếu như mà các bạn có những cái ý kiến trái chiều với mình thì hãy thể hiện cái sự bất đồng quan điểm của các bạn bằng cách là gõ vào cái nút đỏ dưới này, chữ subscribe. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.